con cái của con bò hoa châu Phi. Còn đây là cái đống mình vừa đổ ra từ cái tăng sinh sản này. Và vừa đổ ra thì mình đã thấy được một quả trứng rồi. Đây, thôi. Đây, một quả ngay đây. Giờ mình sẽ múc cái quả trứng này đẹp qua cái tăng khác để ấp trứng. Rồi, chờ. Đây. Một quả rồi. Nãy giờ là được 5 quả rồi. Bây giờ trong cái đống này còn chắc chắn là còn rất là nhiều. Để mình xem. Đây, một quả nữa đây nè. Đấy. Mấy cái tụi hoa châu Phi này là bọn nó đẻ rất là nhiều luôn. Này, nhìn nè. Đẻ vô cùng nhiều luôn. Tầm cỡ khoảng 30 tới 50 trứng. Và cái bọn này nó cũng thích nghi rất là tốt nên là hầu như là nhiệt độ nóng hoặc là lạnh khoảng chừng 33 hoặc 32 đổ xuống là tụi nó sẽ đẻ hết. Nên là tụi này sinh sản rất là dễ. Đẹp mà sinh sản rất là dễ nên là rất là phổ biến ở bên mấy cái ông châu Âu á, ông sinh sản rất là nhiều. Và cũng có nhiều màu sắc nữa. Là mình cũng không biết là do phân lòi hay là do lai tạo nữa, nhưng mà con này nó rất là nhiều màu sắc. Con này thì con mình đang sinh sản thì nó chỉ là màu xanh chủ đạo thôi. Hiếm thì có một vài con thì nó sẽ có màu đỏ. Màu đỏ trước cái ánh đèn á, phải chiếu trước cái ánh đèn nó mới xuất hiện màu đỏ. Còn đa số thì là màu xanh, con cái của mình màu xanh. Nhưng mà con đực thì nó được một tí màu ánh đỏ, nhìn cũng rất là đẹp. Tụi này thì đẻ trứng cũng không cần nén mát nữa, không cần nén mát như là sinh sản kẹp kìm hay là hai sừng gì đó. Lúc trước thì mình có sinh sản hai sừng một lần rồi thì mát nén cũng tương đối là đủ cứng á. Nhưng mà con này hầu như là mình không nén mát luôn và mát thì khá là khô. Ở cái giai đoạn pupa, giai đoạn nhộng á, thì để mát ướt quá thì nó sẽ làm hỏng cánh của con ấu trùng. Nên là mát này nó rất khô, các bạn nhìn nè. Đó, khô lắm. Và nhiệt độ thì mình để ở 25 tới 23 độ. Còn cái đời trước á, là một bạn ở trên Hồ Chí Minh á, sinh sản là để trên 30 độ mà tụi nó vẫn đẻ vô cùng nhiều luôn. Và nó đẻ hầu như là chỗ nào có đất là nó đẻ à, không cần biết là nằm ở trên mặt hay là ở dưới. Thank you.